giờ mấy, một giờ mấy là một giờ mấy là bắt đầu là người ta kêu là mình làm chuẩn bị làm thủ tục để nhận xác đó, và tới 2 giờ, đúng 2 giờ là hoàn chỉnh xong là đưa xác đó về. Đây là 7 giờ ngoài là liệm mới chở luôn, tại do xác cháu nó bị chảy nước vàng đó, người ta đâu có cho chở xác về đâu, tại người nhà ở đây là điện lên, lúc mà điện có báo là nói bây giờ cháu Yến giờ nó bị gì đó, người ta không có cho về nhà liệm mà người ta kêu liệm trên đây luôn, nói bây giờ là đường xa cho nên là chảy nước vàng rồi cái xác là nó bị giống như muốn phân bỉ rồi, là ba bốn ngày rồi là người ta không có chở xác đâu về, cho nên là mới kêu liệm trên này luôn. Rồi người nhà nó thôi, nếu đã người ta nói vậy rồi thì mình bắt buộc phải liệm cho nó thôi, chỉ có mình cậu với anh nó với mấy người bên đạo tì bên từ thiện là người ta làm mai liệm cho cháu thôi luôn. Rồi lúc đó ta liệm không hết rồi mình nó nhận ha. Dạ. Rồi lúc mà cậu vô cậu có nhìn thấy không? Dạ có chứ, tại vì người nhà ta vô cho nhìn xác mà, tại vì đâu có biết là chính xác là cháu mình rồi đó, nhưng mà nói là muốn yên tâm là muốn cho gặp mặt chính xác cháu mình, cho nên là mới kêu là vô để gặp mặt cho nó chính xác một chút, để không có đưa lộn xác được, để tội cháu mình lỡ đưa lộn xác người khác là cháu mình nó không biết nằm đâu nữa. Trước kia từ nhỏ lớn là bà ngoại nuôi ở đây là làm gì, công việc gì chị Thanh? Dạ bà ngoại á, bà ngoại bán thịt. Em á, em nó hả, em nó thì nói chung thì cũng đi làm chỗ này chỗ kia vậy đó, ai mướn thì làm vậy thôi. Trước kia có đi làm xa nhà lần nào chưa? Dạ sống gần đây không mà, rồi đi làm là có một thời gian là anh đi lên chở nó làm, nhưng rồi sau này chở về đây lại, rồi là lúc có gia đình á là chở về đây là ở luôn á, là không có đi làm nữa. Lúc mà chưa có gia đình á là cháu cũng có lên Bình Dương gì đó làm một thời gian, rồi sau này là về có gia đình là về đây sống tới giờ luôn. Tới giờ đây mới mới cái đi làm được mấy tháng thôi. Dạ. Tại vì người nhà ở đây nè, người ta ai cũng thương nó, là cũng muốn gặp mặt nó lần cuối nhưng mà không có cơ hội. Chỉ có tội nghiệp bà ngoại nhất ha. Dạ đúng rồi, nuôi điện ở lớn rồi, ngoài không được nhìn mặt lần cuối. Nếu mà em nói thiệt, tại vì em là mai cũng mai là em đi, chứ nếu mà thật sự mà gặp bà ngoại mà đi là em sợ là bà chịu không nổi, chắc bà xỉu rồi. Lúc đó là em vừa lo cho bà mà còn phải lo cái xác cháu nữa, là lúc đó không biết đường đâu mà tính luôn. Tại lúc, bà lúc cảm giác anh thế nào? Trời ơi, mở xác ra cháu nó thì mình nói chung là xót lắm, đau lắm, mà nói chung là muốn rớt nước mắt luôn, mà mình cũng phải kèm thôi chứ sao giờ, đau lúc, lắm. Lúc đó là em còn mặc đồ nhân viên của quán luôn hả? Dạ không có còn là coi như là áo quần là không còn luôn. Vậy hả? Dạ, chỉ cháy, có cái xác thôi. Là cháy quần áo luôn hả? Không biết cháy quần áo không, nhưng mà nằm trong nhà xác á, thì là không có mặc đồ gì hết. Không có mặc đồ gì hết, là chỉ thấy cái mặt cháu là nó biến dạng, cái tay nó là không có cháy, cái tay nó là có hình xăm nè, là kêu anh nó vô nhận là để coi Phật chính xác em mình không, thì em á anh nó vô nói là đúng em mình rồi, là người ta mới chịu. Nhưng mà thử ADN rồi người ta mới cho mình nhận, chứ không phải là tự nhiên mà mình vô mình nhìn cái hình xăm đâu. Tức là người trước khi vô chở xác về là người ta đã thử ADN hết rồi. Là anh hai nó là đã thử rồi, người ta nói là trùng khớp rồi, người ta mới chấp nhận cho mình lấy xác ra. Trời lộn ha. Dạ đúng rồi. Tại vì số lượng nhiều quá mà đâu có ít. Nhưng mà tội một cái là xác cháu nó là nằm ở ngoài chứ không được trong phòng lạnh. Tại vô trong đó là em thấy là không có trong phòng lạnh, giống như là để lên giống như một cái băng đá. Tại vì nhiều quá. Dạ. Nhiều mà cái quá chỗ... rồi mọi người cứ để ngoài để người nhà nhận cái đâu là chuyển đi liền cái đó, cho nên cũng chưa đem vô trong. Dạ. Ví dụ như mà mình chưa lên kịp thì sau đêm đó người ta sẽ đưa vô trong. Dạ. Tại vì đó là nó nằm em thấy là nằm trên băng đá đó. Mà nói chung mà thực sự chịu không nổi, em thấy cháu ở nhà làm bao xe lên ha.
Dạ, đi đi xe đò lên. Đi xe đò hả? Dạ, em đi xe đò lên nè. Em nói thiệt, nguyên ngày đó em đi lên quằn xuống là hai ba quận. Lúc đầu là đi lên với bà ngoại nó, rồi nói là nhận xác cháu được, rồi là kêu sợ lên không kịp, mới kêu bà ngoại với cậu nó quay về đi. Rồi mới vừa qua khỏi phà Bắc Chùm Cống Long Xuyên thì nói là chưa có nhận được. Đó là mới TikTok là bắt xe đi ngược lên là nguyên cái ngày đó, là mới lên tới đó là 9-10 giờ đêm lại mới lên tới như nó quằn lên quằn xuống đuối trên xe ngồi quế quải cả người luôn. Nhưng mà tại vì thương cháu thì mình cỡ nào mình cũng gây cái gán bường lên để lo lấy thi thể cháu mình về mới được. Rồi đi lên đó là cũng mấy trăm cây số hả? Dạ, hơn 200 cây, 300 ngoài cây á. Cháu thì cho không mà đứa cho chung đỉnh cắt vô đó ở nhà. Bây giờ nó rung rinh bữa nào mà trên tiền nó đặng đút vô cây đà đó, đừng có rung rinh cái nhà, đừng rung rinh cái nhà đó, nó còn hơi yếu. Thì ngày hôm nay là con đến đây cũng như là chia sẻ cho quý bà cô bác trong và ngoài nước để mà xem được cái hoàn cảnh của gia đình của mình. Đó. Thì bên cạnh đó thì cũng có chú Diệp Anh ở bên Mỹ á. Cũng nhờ con là gửi cho gia đình mình 1 triệu ha. Dạ. Để mà lo cho em nha. Dạ. Đó thì con cũng gửi cho gia đình mình là dạ, đây là của chú Diệp Anh ở bên Mỹ. Dạ, nói là tôi cũng gửi lời cảm ơn chú Diệp Anh vì bên Mỹ rất cảm ơn. Đặng tôi có tiền lo cho cháu nó lên nơi nó trốn. Gia đình tôi cũng cảm ơn cái chú gì đó, chú Diệp Anh gì đó. Thành thật rất cảm ơn. Các con sáng sáng đêm luôn. Đêm luôn. Đủ hai giờ sáng, rồi sáng nữa tôi hiểu được chừng 15-20 phút rồi thầy chùa lại tới đặng tổng kinh nữa rồi. Dạ. Nãy hồi nãy con thấy ngoài là mới ăn cơm. Dạ, đây đó ba con cũng có nửa đó, không có nửa lát nữa chứ dạ cũng không nổi. Từ khi mà đưa bé về đây thì đến giờ luôn ngoài mới ăn được một xíu đó thôi chứ không có. Với hôm qua thì ăn được nửa chén cháo. Nửa chén cháo. Nó giờ ăn nhiều quá cũng không nổi đâu con ơi. Cái lớn tuổi thì ăn không có nổi. Dạ. Tối thì cũng không ngủ luôn bây giờ ngoài đi. Mệt chứ, lát xong chui rồi ngoài vô ngoài nằm thì ngủ được chút xíu đi. Để chiều tính nữa chiều đưa cháu đi về nữa. Hay lại cái chỗ mà chung cấp gần người ta gần đi qua khỏi cầu ngang đó. Dạ. Dạ. Nhưng mà mọi người tắt ra đồng, ta đừng mới đi xuống nữa. Để đi ra qua đồng. Ừ, ra xuống rồi ra cánh đồng, đặng đất cho đất ở ngoài đồng, chứ đâu phải đất trong này. Để xuống đó chốc giờ có mới đi thêm đoạn nữa, tôi cũng chưa biết chỗ đâu luôn. Dạ, bà ngoại của bé thì đi ngon ngoại nước trắng liên. Dạ, bên luôn. Cháu gái. Dạ. Tại vì cháu ở lại có một đêm thôi. Dạ. Hôm qua nay ngoại có thấy không, nặng bóng vía nè. Nặng bóng vía hả? Dạ, có thấy dèo nào, dèo có thấy gì cho nặng vía lắm. Lớn tuổi rồi. Dạ. Bây giờ ăn cũng không được. Ăn không được nhiều nữa mà đi. Ăn chút chút chứ, mỗi lần thí dụ đi bán vậy đó. Ăn một chút xíu dắt mì á, gì đã khác rồi đỡ dạ chứ nuốt cơm sáng rồi nuốt không nổi rồi đó. Ăn chừng dắt mì đó rồi đó, rồi đi dọc đường mấy cái thùng nước mà tao cho sang bên quanh chợ đó. Dạ. Uống nước đá miễn phí mà. Ờ, đi uống nước đá miễn phí. Ừ, ở sang bên chợ á. Rồi sang bên chợ thường thường là chỗ sang bên chợ tao cho nước đá nhiều lắm, cho mấy người cũng như dân ý số để kia nhận nhà phố đi vòng vòng mình uống là tao có ly mũ. Chứ mình là uống quăng đi ngủ đó đi vậy. Nếu về chợ cái trục trùng lắm. Dạ. Mình khác là uống khác mình uống. Con nghe ngoại nói là từ đó tới giờ á ở với ngoại vậy thì ngoại làm cái công việc gì để mà nuôi em nó không lớn. Hồi mấy chục năm về trước á thì ngoại đi qua chợ mày đến mấy bọn của cái bán sau này nhỏ cháu về nó mần bò. Mần bò vậy cân cho ngoại ví dụ giá sáng là 2-3 kg sườn, 2-3 kg thịt,
rồi ký cái nạm đó, rồi cái để đó cái mãi mới mướn ông đa đi từ đây xuống tới bến đò cái xe này phải xuống dầm, rồi đò tôi cắm đi công viên này có ông đa chạy ra chỗ mình chở cái xe đẩy, tại vì mãi bên không có nổi nữa, người ta cho ngoài cái xe đẩy vuông vít này nè, rồi đẩy cặp lên đó mà ngoài đẩy vòng chợ gì đó mãi bán. Bán thì ví dụ bữa nào bán đắt á thì chừng 10 giờ 10 rưỡi về, cái ngày cũng kiếm được 200 ở trong ngoài, mà tiền sở phí hết 100.000 rồi, còn 100 mấy à. Còn bữa nào bán ấy thì không được, bán ấy thì sao cũng còn sao của mình bán lỗ lợi, cái về của mình bán 120 mình bán 100 vậy đó, lỗ lợi thành cho cái thu hoạch ít lại chút. Ngoài đi ăn chứ ngoài lời của bà cô bác đó là ngoài sáng giờ của em bên Như Yến bên nội của chưa à, anh ấy chắc là chiều gần chỗ nó qua, ta cũng không chịu luôn buôn cãi ta qua qua thôi, mà thằng chồng nó tôi hỏi ví dụ dầu mà mình ở một ngày cũng là tình nghĩa, hai ngày cũng tình nghĩa, trước kia với đứa con mà không để tan không vô rồi con có thấy lạ ơi, cái lạ đứa con lại không để tan cho mình, không để tan cho vợ mà không vô cúng gì cho lại cũng quá rồi, nói dám nhận vậy hết cái nhà này ăn uống với bạn đó. Dạ. Đó, rồi nó không để tan luôn, rồi nói dám nó cho con để tan. Dạ. Đó để tan thì nó sao cãi, nó chuyện mình nó cũng con mình cháu mình lo, rồi bắt buộc hay làm sao vậy, ai cho con nó mất tội nghiệp con nhỏ đó, nhỏ bản thân con bé đó, nó thương bé từ Bình Dương đổi về đó, nó quỳ nó lại con bé đó, đó giờ chiều nay nó mới đưa miếng ra mãi nữa, nó chở về thành phố nó đi làm, nó khóc quá trời con mày à nhỏ này. Tôi hỏi sao không bạn, nó con nhớ Yến nó ngoại ơi, con nhớ Yến khóc hoài cái ngày cái mới thức trắng nữa này mới đi ngủ lên chút đó, rồi giờ bắt đầu lại nữa đó. Từ ngày hôm qua tới giờ ngoại là bạn bè của Yến ở trên Bình Dương có xuống thăm gì chưa ngoại? Không, có con nhỏ này đeo tới đây nè, nhỏ bạn thân nó lên tao đây kia là bé quỳ bé lại có mình bé thôi, nhà cũng đơn chiếc. Dạ, có con trai nhỏ thì nói chung là không có đầu tay. Dạ, con trai nhỏ đầu tay mình đâu có biết mình giật cha luyện giật cha luyện. Giờ bà nội là muốn bỏ ăn đứng hết này kia nọ cái ông thầy dù nó không, tôi đừng nữa. Bây giờ đi dù nó không chịu đậu đi nữa thì phải để cái khăn tăng ở bên bàn thờ cho mẹ nó. Mẹ nó thấy cái khăn tăng là phải nhớ con. Chớ mà bà không để là con lao tự bình. Có quần quanh nói đau như vậy. Thành cái điềm đó. Đó không? Ông thầy chùa nó không có được. Dạ. Nếu mà trường hợp lấy thanh thanh viện là nó về nó quậy con đó đó. Dạ. Đó, có thể không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ví dụ bây giờ mình không cho lễ tang thì ví dụ nó điện đích năm chịu lễ tang thì để thanh thanh nó bên cái bàn thờ cho nó thấy con nó vậy đó, về 49 ngày xả tang. Dạ. Còn cái chuyện bỏ qua không cần biết, chồng qua không cần biết, không cho mình nghĩ cháu mình đã mất hết rồi thôi bỏ hết. Dạ. Đó, cháu mình mất là bỏ hết. Đó, không còn bóp cái gì nữa. Bóp bụng kệ. Vì thương con thương cháu mà bóp bụng. Bóp bụng kệ đó. Chịu hết đó. Cái thì từng phải nói á, hồi hồi đó lúc mà gặp Mỹ nó còn con 5-6 tháng nó qua đây, nó thẳng cầu nó ở nhà tôi này á. Trời nó thiệt. Không phải nói ra tôi chặt từng bộ đồ cho thằng chồng nó buồn xa liếp luôn đó, mà tôi đâu có dám nói cho mấy đứa con như này. Giặt hết quần áo con trái là nó phơi lên. Dạ. Mà bóp bụng không dám nói ra. Tôi giấu đúc
tôi giấu giúp tôi cho có 100 cho 100, có 50 cho 50 đó cho cháu mình về. Nhiều khi đi xuống cái sông mà lúc mà con Yến nó còn ở đây xuống thêm đi vô cái buồn giấu giúp cho cháu 100, 50 có nhiêu cho cháu nhiêu để cho nó đây lại với con. Coi chứ cháu mình phải nó vô phước thì thôi mình cũng cắn răng đi chứ sao vậy. Là bên chồng của cháu là rất là có điều kiện nhưng mà cái gì thằng chồng nó gây ra mà chữ thì kiểu nhỏ này đó mà bà không chữ ngay bà bắt con chó chữ mèo, bắt mèo chữ chó, bắt chó chữ mèo, nhỏ này bộ nó không biết rồi bà chữ nó cái bà nói sau mặt cháu tôi chầm dầm cái trời ơi bà chữ ta mà kêu ba mặt vui bà nói xong vui mà cái bắt chầm dầm đó con nhỏ này nó về nó cũng thân tôi mấy lần ngoài ơi các con nghỉ ở với ông thành con đi ngoài chứ con không ở đây đâu. Tại vì ngoại quá nghèo phải chứ ngoại giàu người ta con gửi thằng bo đây tại vì ngoại nghèo quá ngoại không có già rồi ngoại không có đủ sức mà nuôi tôi con gửi về cho bà nội nó bởi vì ta có điều kiện cho nuôi cái kệ mới có 4 tháng nay nó dặn chặt nó tôi chồng đi làm nó còn thâu thì không thâu ở thì không ở đó là cũng vì cái do mà dặn chồng nên là em nó mới lên trên dạ nó dặn chồng nó dụ thằng này thì thằng không tự thằng đi cậu tên nó ngủ từ giác mình giấc sáng đi tới 4 giờ chiều chưa thức nữa nằm quậy trong phòng con ta nhào vào tao muốn gì được mấy muốn gì được con nói cháu mình rồi nói gì giờ đó giờ mình phải cắn răng mới chịu giờ không nó tức quá cái này cháu nhỏ này nè con nhỏ này quỳ lại nó nhóm tới chuyện trên cái thằng chồng bắt gặp nói nó bị nhỏ này để về vậy á nói gì đó trời cái nó bắt gặp nó nói là con nhỏ này nhắn con với trai nó đặt cái điện thoại nhỏ tan nát chân nhỏ này lên trên trời nhỏ này nó mới cho chuyện người đâu hỏi khác á mày gọi nó về tí rồi con nhỏ này nó bắt lên xin 300 đi lên nó bắt nó 400 đi lên thì xe đi lên chứ tôi không có tiền tôi nói chừng nào con có đi lên mày giấu chân thêm mà nó đi bắt thành quá là chỉ trong lúc con nó còn ngủ đau lòng cậu ơi một hai cái đẩy đầu nó đau dữ lắm nó nhớ con nó khóc nó đi nhậu luôn buồn con nhớ con có nhiều người ta nói trời ơi chồng con sung sướng có ai mua dạy mà sung sướng mà đi bao giờ tôi nói ví dụ như thằng chồng nó riêng hai vợ chồng trong nhà thì bà chồng nó lo cho cậu nghe thằng chồng nó có điều kiện cho mượn đồng này coi giờ ví dụ làm tháng ở đây 4 triệu đi bây giờ tôi đưa cho mẹ 2 triệu mà 2 triệu tôi đưa vợ con tôi đưa rồi đâu đến nỗi nó mẹ anh bán bắt nó mặt ra chú cải ốc nó mua ra 200 triệu mà cháu cầm lại cho nhau tăng nhà cho anh chồng nó không đó giờ vợ nó có tiền làm bạc không mà về đây nó gây nợ thằng này gây nợ nó không có cờ bạc thiệt mà nó cục cái da nó nhậu xong mà nó gây đồng này 5 triệu 7 triệu nhỏ ra đóng lời và tiền đâu đóng lời ở không mà tiền đâu đóng lời nó bắt buộc phải đi thôi bắt buộc thì lý do nó phải buông chồng yêu chứ giờ chồng nhỏ làm sao không đi nhau đó nó bắt buộc đó thôi tôi chẳng đi tôi bỏ ông về ngoài con không ở đây đâu con ở đây là buồn buồn dữ lắm chứ sao buồn trưa nay cũng là 3 giờ rồi đưa em nó đi rồi ngoài cũng nghỉ ngơi tí cho khỏe để tới cái giờ thì ngoài cũng đưa cháu ra ngoài đó đi đưa chứ đi phải đưa chứ đừng biết chỗ cháu thương cháu quá trời thương vậy đó thì hôm nay con đến đây thăm cũng như là tiếp tục gửi một lời chia buồn đến gia đình của bà ngoại ha bên cạnh đó thì con cũng gửi cho ngoại 1 triệu đồng của chị Bảo Ngọc ở Hà Nội gửi cho ngoại phụ thêm tìm nhang khói thì nói tôi cũng như là tôi không biết gì xin cảm ơn những đồng hảo tâm của các mạnh thường quân các mạnh thường quân có lòng giúp đỡ tôi trong lúc mà sự cố xảy ra ngoại cố gắng nha cố gắng ăn uống nơi ngoại quá trời ốm rồi đó thì cái sao bây giờ cảm ơn rồi ngoại đi nghỉ một miếng đi cả nhà em chào chị Kiều Ngân nha. Đúng rồi. Thời không biết gì hết, có lúc biết lúc không.
thân hình của quý bà cô bác, đây là mẹ của em Như Yến. Mẹ ăn Tết con kem chút không làm cho người ta cười. Mẹ mà đất cô bác quý bà. Mẹ tôi dập Tết cô bác ít mẹ ơi mẹ. Con gái không có gặp con gái nữa, con gái không gặp mẹ nữa. À, không được. Chị bị khờ. Đúng rồi. Có lúc nhận thức được lúc không. Cô chú anh chị cũng thông cảm nha.